Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Ngày hôm nay thì Duy muốn giới thiệu đến mọi người một chiếc xe đạp đua tầm giá tiệm cận 10 triệu. Tuy nhiên nó sẽ sở hữu một cái cấu hình phải gọi là đáng mơ ước và sẽ rất là đảm bảo được cho mọi người về cái độ hài lòng khi mà mọi người sẽ sở hữu chiếc xe này nha. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe đạp đua XDS RX280. Đây chữ XDS đây nha mọi người. RX280. Đó, chiếc xe này phải nói là có màu rất là đẹp. Cái nước sơn này là nước sơn tĩnh điện nha mọi người. Và về độ bền của nó thì là rất là chắc chắn là sẽ rất là bền. Rồi sơn tĩnh điện thì mọi người tìm hiểu cái thuật ngữ sơn tĩnh điện ở trên Google. Rồi cái xe này thì sở hữu nó là khung hợp kim nhôm cao cấp XDS. Thì theo mình tìm hiểu á, hợp kim nhôm XDS này là hợp kim sử dụng để mà trên chất liệu mà làm về cái vật liệu hàng không á, rất là bền. Và thương hiệu XDS này là đến từ thương hiệu của nước Úc nha. Và ở đây thì chắc là nếu mà mọi người chơi xe lâu năm và tìm hiểu thêm về xe đạp á, thì mọi người sẽ hiểu về những cái gì mà Duyên mới chia sẻ đến với mọi người. Xe này thì sử dụng là cốt yên nè, khung sườn ghi đông bô tan và cái phuộc á là của hợp kim nhôm. Ở xe này thì sử dụng tay đề lắc nha mọi người, sử dụng tay đề lắc của Shimano Tunay nè. Và có một cái rất là thích ở trên chiếc xe này, đó là nó sử dụng thắng nè, thắng rồi tay đề lắc luôn đó, là nó kết hợp như nghĩa là đa chức năng ở trong một vị trí và nó sẽ tinh giản được cho mọi người rất nhiều. Về cái dạng giống như là nếu như mọi người thấy mấy cái xe khác á, thì nó sẽ phải sử dụng từ 2 đến 3 bộ phận để sử dụng cho chiếc xe mình hoạt động đúng không? Thì cái này nó kết hợp vừa thắng vừa tay đề lắc luôn. Ở cái chỗ này thì tại xe mới lấy ra từ thùng nên Duyên chưa có bắt thắng vào nha. Đó cái này nè, đó là phải ở đi thắng trước. Cái bộ xe này thì sử dụng cái phanh vành của Radius. Và nếu như mọi người đã có theo dõi kênh của Tâm Đức thì cái thắng phanh vành của Radius này á, thường là sẽ xuất hiện ở những dòng xe đạp đua trên 10 triệu nhưng mà khoảng dưới 15 16 triệu gì đó. Đó thì có nghĩa là xe này là gọi là sử dụng những cái bộ phận mặc dù giá của nó sẽ dưới 10 triệu nhưng sử dụng những cái chi tiết, những cái phụ kiện ở trên một chiếc xe mà có giá trên 10 triệu nha. Đó. Rồi rất là đã luôn. Cái vành này là vành cũng hợp kim nhôm luôn nha, vành nhôm. Đó, sử dụng vành nhôm. Cái xe này là để coi bánh đó. À cái bánh này là vỏ của CST Recurs. CST là một thương hiệu cũng khá nổi tiếng rồi, và trong rất nhiều clip của Tâm Đức Cycle thì bên Duyên cũng đã làm review cho mọi người về cái độ mà gọi là xịn của hàng CST này nha. Màu khối đẹp quá, màu sắc rất là tươi trẻ và rất là bắt mắt luôn. Thật ra là cái này, chiếc xe này thì sẽ phù hợp với các bạn mà gọi là trẻ hơn á, tầm trẻ xíu á, chứ tại vì cái màu sắc này nó rất là tươi tắn, mà nhiều khi nếu mà sợ mấy anh mấy chị mà hoặc là mấy cô chú bác mà lớn tuổi mình đi xe này vào thì nó sẽ cái màu nó tươi quá thì nhiều khi sợ mọi người sẽ không thích. Tuy nhiên nếu mà xét một cách tổng thể thì nhìn về chiếc xe này á thì nó quá là đẹp luôn, về cái kiểu mà màu sắc phối hợp, cái tem của nó kiểu dạng giống như màu vàng trên cái nền màu xanh dương thì nhìn từ xa vào á, là nó đã nổi bật về chiếc xe này rồi. Có nghĩa là mình nhìn vô một cái là mình đã thấy ưng, rất là ưng liền với chiếc xe này rồi, không có gì để bàn cãi về chiếc xe hết. Rồi chiếc xe này là đây cái hợp kim mà hợp kim nhôm á, là cái này nó có tên là X6 này nha mọi người. X6 alloy nè, alloy không, xe này có size là 48 cm. Ở đây thì nó sẽ có những cái mối hàn, cái này hợp kim mà có mối hàn không, ghi đông mô tan. Xe này mới lấy từ trong thùng ra luôn nên là chưa có tháo bọc ni lông nha mọi người. Đó rồi cái gạt đĩa trước của Shimano Tunay nè ha, giò dĩa của Rowell. Xe này thì khá là êm ái, nó không có nổ cối, nó không có nổ to như những cái dòng xe khác. Nhưng mà đó, cái này là đi sẽ rất là êm ái và nhẹ nhàng, và phù hợp với chúng ta tập thể dục hay là chúng ta đi đâu đó mà có thể là đi công việc hay như thế nào đó thì chúng ta có hoàn toàn có thể sử dụng xe này. Nếu như mọi người thích sự bền nha, bền bỉ nè, nhẹ nhàng, tinh tế
thì chiếc XDS RS 280 này là một phương án để cho mọi người lựa chọn cùi đề sau cũng của Shimano Tourney luôn. Toàn là đồ xịn không nha mọi người chứ không phải đùa. Cốt yên XDS yên xe. Yên xe thì cũng có vẻ như hơi cứng chút xíu. Thì có thể là chúng ta sẽ đi sử dụng xe trong quá trình một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ bắt đầu nó mềm ra. Xe nào cũng vậy thôi. Mới vào thì chắc chắn là cái yên mọi người sẽ không quen đâu. Bên mình cũng sẽ có bán những cái bọc yên đâu đó khoảng hầm 200 ngàn trở lại thôi. Chúng ta sẽ có để mà chúng ta công cụ để hỗ trợ khi mà mọi người đạp quãng đường xa ha. Rồi cốt yên này hoàn toàn có thể hạ xuống được nha. Hạ nâng cao hạ thấp xuống được. Xe sử dụng âm sườn, dây âm sườn rất là gọn gàng luôn. Đó, đây chỗ âm sườn chỗ này ha. Đó. Rồi. Khá là đã, êm nữa ha. Nhẹ nhàng, êm ái, tình cảm. Ở phía sau cũng sử dụng phanh của Riot luôn nha mọi người. Đó. Xe đã có trang bị sẵn cho chúng ta là cái bàn đạp rồi. Xe chưa có trống. Thì nếu mọi người cần thêm thì mọi người sẽ trang bị thêm một cái đèn trước, một cái đèn sau với một cái chân trống. Chừng khoảng tầm 600 ngàn là cho một cái bộ combo hồi nãy Dương mới liệt kê ra. Và đa phần là những khách hàng mua xe bên Tâm Đức Cycle đều sử dụng muốn mua cái combo ba bộ đó nha, đèn trước, đèn sau và cái một cái chân trống inox kiểu dạng giống vậy nè. Đó. Đó nha mọi người nha. Rồi, đây là một vòng tổng thể của chiếc XDS RX 280 và nó đang được Tâm Đức Cycle bán với giá là 8.790.000. Rõ ràng một cái giá quá hời cho ai muốn sở hữu chiếc xe này. Và mẫu này thì thật ra là chỉ còn có vài chiếc mà thôi. Nên là nếu như mọi người xem video này và mọi người thấy thích, mọi người thấy ưng thì mọi người liên hệ ngay với các anh em kinh doanh của Tâm Đức Cycle nha, để mà chúng ta có thể sở hữu em nó ngay. Hàng hiếm mà còn ít nữa thì nói chung là ai chúng độc đắc mới mua được chiếc xe này nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Và nếu thấy video này hay thì mọi người hãy ấn like, share và subscribe cho team YouTube của Tâm Đức Cycle nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhắc lại một lần nữa, 8.790.000. Xin chúc mừng khách hàng nào sẽ sở hữu em XDS màu rất đẹp này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.